Loạt vụ nổ tại Kharkov, Zaporizhia Nhiều vụ nổ xảy ra tại thành phố đông bắc Kharkov và miền nam Zaporizhia của Ukraine chưa rõ thiệt hại. Ihor Terekov, thị trưởng thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine hôm nay cho biết, các tên lửa đã đánh trúng một cơ sở công nghiệp, lực lượng cứu hộ đang triển khai ở hiện trường để đánh giá thiệt hại, cũng như xác định có thương vong hay không. Tỉnh trưởng Kharkov Oleksiy Gubov thông báo ít nhất 5 người bị thương trong sự việc. Oleksandr Group, tỉnh trưởng Zaporizhia thuộc chính quyền Ukraine, cũng thông báo nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại khu vực miền nam đất nước, nhưng không công bố chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Kiev cùng một số thành phố ở Ukraine gần đây liên tục bị tập kích. Phát ngôn viên cơ quan ứng phó khẩn cấp Ukraine Oleksandr Khodorzy hôm 18 tháng 10 cho biết, Nga thực hiện khoảng 190 đợt tập kích bằng tên lửa, máy bay không người lái UAV cảm tử và pháo tại 16 tỉnh cùng thủ đô Kyiv. Ông Khorusi nói thêm các đợt tập kích khiến hơn 70 người thiệt mạng, 240 người bị thương và hơn 1.100 địa phương mất điện. Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga đã phá hủy khoảng 30% số trạm điện ở nước này trong một tuần. Mới đây, CNN dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Ukraine cho rằng quân đội Nga hiện đang tập trung vào một số nhiệm vụ số một là chấn giữ chiến tuyến ở miền Nam. Cụ thể, theo ông Romanov, một quan chức hàng đầu của Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Người nga đang triển khai thêm nguồn lực với hy vọng cầm chân các lực lượng Ukraina đang tiến về phía Kherson. Ông Hromov cho biết đối phương có kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ này nhờ đợt huy động quân nhân đầu tiên sau sắc lệnh động viên một phần và gia tăng quân số ở bờ tây sông Dnipro. Ông cho rằng hiện đã có hơn 40 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của nga ở khu vực Kherson. Mỗi nhóm thường bao gồm khoảng 1.000 binh sĩ. Ông Hromov cũng lưu ý rằng đối với chính quyền Putin, các khu vực phía nam gồm Kherson, Raporzhyia, Mykolaiv có ý nghĩa chiến lược trong việc bảo vệ hành lang đất liền tới Crimea và cung cấp nước cho bán đảo này, cũng như tạo ra một đầu cầu tương lai cho việc đánh chiếm Mykolaiv và Odessa. Thưa quý vị, đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov mới đây cho biết Mỹ đã vượt tất cả làn danh đỏ mà Nga vạch ra. Tuy nhiên, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi ít nhất là về vấn đề ổn định chiến lược dù mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đã trở nên xấu đi nghiêm trọng. Dù vậy, ông Antonov cũng cho rằng những tuyên bố của Mỹ về Nga vẫn không thay đổi và Mỹ chỉ có một mục tiêu là gây sức ép lên Nga, áp lệnh trừng phạt và phá hủy Nga. Theo ông Antonov, Nga sẽ cố gắng xây dựng mối quan hệ thực tế và bình đẳng với chính phủ Mỹ. Khi được hỏi liệu Nga muốn đảng nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, ông Antonov đã trả lời rằng đó là vấn đề nội bộ của nước Mỹ. Trong diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây cũng lên tiếng phủ nhận ra lệnh tấn công cầu crum hồi đầu tháng này, đồng thời ký sắc lệnh trừng phạt hơn 2.000 người Nga và hơn 1.000 công ty của nước này. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo phương Tây về nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp. Ngày 20 tháng 10, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo phương Tây đang tiến gần đến ranh giới nguy hiểm của cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh về sự nguy hiểm khi phương Tây tiếp tục cung cấp khí tài cho Ukraine. Các nước NATO như thể đang cạnh tranh với nhau, tiếp tục bơm khí tài và đạn dược cho chế độ Kiev, cung cấp thông tin tình báo, huấn luyện binh lính của Kiev và hướng dẫn cách tiến hành các hoạt động chiến đấu bằng cách này đang tiến gần đến ranh giới nguy hiểm của cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với Nga. Theo bà Zakharova, tổng số trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đã lên tới 42,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó hơn một nửa đến từ Mỹ. Bà nhấn mạnh rằng các quốc gia phân bổ số tiền khổng lồ như vậy và cung cấp khí tài cho Kiev, họ là những nhà tài trợ, bảo trợ cho hoạt động cực đoan này do đó NATO tìm cách đổ lỗi cho bất kỳ ai để chuyển hướng nghi ngờ khỏi chính họ. Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục cung cấp khí tài cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký luật cho vay cho thuê, Washington phân bố hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc cung cấp thiết bị quân sự của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, còn vận chuyển chúng trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. EU trừng phạt nhà sản xuất UAV và ba tướng của Iran Liên minh châu Âu EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà sản xuất máy bay không người lái Shahed Aviation Industry của Iran và ba tướng lĩnh nước này, theo quy định thực thi mới của Hội đồng châu Âu ngày 20 tháng 10. Tuyên bố của EU nêu rõ, Iran đã cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho cuộc tấn công vô cớ và phi lý của Nga chống lại Ukraine. Xét về mức độ nghiêm trọng của tình hình, Hội đồng cho rằng ba cá nhân và một tổ chức liên quan đến việc phát triển và cung cấp các phương tiện bay không người lái cho Nga phải được đưa thêm vào danh sách các thực thể và cá nhân bị áp dụng các biện pháp hạn chế. Trong khuôn khổ lệnh trừng phạt, các doanh nghiệp châu Âu bị cấm có bất kỳ mối quan hệ nào với những cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách đen của EU. Các cá nhân này không có quyền tiếp cận với EU và tiền của họ tại các ngân hàng châu Âu có thể bị đóng băng. Trước đó vào ngày 16 tháng 10, EU đã công bố gói trừng phạt đối với Iran, đưa 11 công dân Iran và 4 tổ chức của nước này vào danh sách đen. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ các cáo buộc của Ukraine và phương Tây về việc Nga sử dụng các máy bay không người lái do Iran sản xuất trong cuộc xung đột tại Ukraine. Còn Iran ngày 18 tháng 10 đã một lần nữa bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này cung cấp khí tài, bao gồm cả máy bay không người lái UAV cho Nga để chống lại Ukraine. Chi kỷ Hungary Ba Lan lạnh nhạt vì xung đột Ukraine Chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc của Ba Lan và Hungary từng rất gắn bó, nhưng trở nên lạnh nhạt vì bất đồng trong xung đột Ukraine. Tháng 12 năm 2021, các lãnh đạo chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ Ba Lan đón tiếp một số chính trị gia cực hữu nổi bật nhất ở châu Âu, trong đó có Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Sau hội nghị ở Warsaw, nhóm các lãnh đạo ra tuyên bố chống lại nỗ lực tạo ra một quốc gia châu Âu mới và đưa ra những cam kết sẽ tăng cường hợp tác cùng nhau tại Nghị viện châu Âu. Chỉ vài tháng sau hội nghị thượng đỉnh Warsaw, chính phủ Ba Lan và Hungary, hai nước được ví như tri kỷ về ý thức hệ trong Liên minh châu Âu-EU suốt nhiều năm, đã quay lưng với nhau vì xung đột Nga-Ukraine. Trong khi Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiệt thành nhất, kêu gọi trừng phạt cứng rắn hơn với Nga, thì lãnh đạo Hungary lại gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky là đối thủ của mình và đổ lỗi cho EU gây ra lạm phát, khủng hoảng năng lượng vì chính sách trừng phạt Nga. Dẫn đất trở nên rõ ràng nhất hồi tháng 4, khi Jaroslaw Kaczynski, chính trị gia quyền lực nhất Ba Lan, Chủ tịch Đảng Công lý và Pháp luật PIS cầm quyền, mô tả lập trường của Thủ tướng Orbán về Ukraine là rất đáng buồn và gây thất vọng. Nơi hậu trường, các nhà ngoại giao Ba Lan không ngần ngại bày tỏ nỗi thất vọng của mình về Hungary. Thành thật mà nói, tôi không thể hiểu logic trong lập trường của Hungary. Một nhà ngoại giao cấp cao Ba Lan nói, ông này cho rằng nhóm Visegrad, liên minh bốn quốc gia Trung Âu, gồm Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia đã không còn tồn tại. Ba Lan gần đây đã nỗ lực chia cành ô liu với Hungary và nối lại hợp tác với nước này nhưng không đạt kết quả. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tháng trước nói rằng nước này hy vọng có thể trở lại hợp tác trong khuôn khổ nhóm Visegrad nhằm mở lại cánh cửa cải thiện quan hệ với Hungary. Wojciech Brzezinski, biên tập viên của tạp chí Visegrad Insight, cho biết ông Morawiecki có lẽ đang tìm cách thăm dò dư luận Ba Lan. Nhưng trước thềm cuộc bầu cử năm 2023, Ông không thể bỏ qua khuynh hướng thân Nga của một số chính trị gia Hungary, trong đó có Thủ tướng Orbán. Theo Pribinski, các lãnh đạo Ba Lan muốn cải cách và hợp tác với Thủ tướng Orbán, nhưng họ không thể làm vậy vì cử tri Ba Lan ngày càng mất thiện cảm với lãnh đạo Hungary kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ. Một cuộc thăm dò do tổ chức YouGov trụ sở tại Anh thực hiện gần đây đã cho thấy khác biệt trong dư luận hai nước đối với xung đột Nga-Ukraine. Trong khi 65% người Ba Lan ủng hộ việc duy trì các sắc lệnh trừng phạt chống lại Nga, chỉ 32% người Hungary ủng hộ chính sách này của EU. Tương tự, 3 phần tư người Ba Lan đổ lỗi cho Nga về cuộc chiến so với chỉ 35% người Hungary. Ba Lan coi xung đột Nga-Ukraine là một vấn đề an ninh, nhưng chính phủ Hungary không thực sự nghĩ như vậy. Susanna Vec, chuyên gia tại Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại nhận xét, chính phủ Hungary vẫn không thực sự coi Nga là một mối đe dọa an ninh trực tiếp. Về vấn đề này, hai nước không nhìn thấy bất kỳ điểm chung nào. Sau nhiều tháng lạnh nhạt, Hungary cũng đang cố gắng hàn gắn với nước láng giềng. Sau cuộc bầu cử hồi tháng 5, tân tổng thống Hungary Katalin Novak đã thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Vaksava trong nỗ lực củng cố liên minh. Trái ngược với tuyên bố nhóm Visegrad đã chết, Slovakia tuần trước tổ chức một hội nghị quy tụ tổng thống bốn nước trong nhóm để thảo luận về an ninh khu vực và khủng hoảng năng lượng. Nhưng trong cuộc họp báo sau sự kiện, tổng thống Slovakia Susana Kaputova đã chỉ ra quan điểm không nhất quán của nhóm Visegrad về viện trợ quân sự cho Ukraine. Những mâu thuẫn này lại bộc lộ vào ngày 17 tháng 10 khi Hungary bỏ phiếu trắng về việc thành lập một phái bộ của EU để huấn luyện quân đội Ukraine. Sản đất Ba Lan Hungary chỉ là dấu hiệu mới nhất cho thấy khác biệt ngày càng lớn giữa bộ tứ Trung Âu, giới quan sát đánh giá. Nhưng bất chấp những khác biệt về cuộc xung đột ở Ukraine, Ba Lan và Hungary vẫn chia sẻ quan điểm về pháp quyền cũng như vai trò của các thể chế EU. Tháng trước các nghị sĩ đảng PIS cùng các đảng dân tộc chủ nghĩa khác đã bỏ phiếu chống lại một nghị quyết của Quốc hội châu Âu chỉ trích chế độ bầu cử ở Hungary. Ba Lan và Hungary vẫn có thể tái xây dựng mối quan hệ dựa trên một đặc điểm giống nhau là cả hai đều có nguy cơ bị EU tước tài trợ do những quan ngại về tham nhũng và nguy cơ nền tư pháp bị chính trị hóa, theo giới chuyên gia. Sự gần gũi về ý thức hệ giữa các đảng cầm quyền Ba Lan và Hungary có thể mang lại cho họ một chương trình nghị sự chung khi họ tiếp tục cái gọi là cuộc chiến chống lại Bruxelles chuyên gia Vec nói. Tuy nhiên, ông cho rằng khi chiến sự ở Ukraine tiếp diễn, khác biệt trong chính sách với Nga đang tạo rào cản cho cơ hội làm hòa giữa Ba Lan và Hungary. Tôi không nghĩ rằng hai quốc gia từng là tri kỷ có thể dễ dàng hóa giải và vượt qua rào cản này vào thời điểm hiện tại, ông Vec nhận định.